Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in mã vận đơn của bên mình với cái đơn vị vận chuyển là sbx.vn đó các bạn. Cái đó là Shopee đó các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với cái đơn vị vận chuyển là Shopee ngoài sàn nha. Thì mình có làm rất là nhiều video Shopee trong sàn Lazada, TikTok. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video đó là kết nối với cái web sbx.vn Shopee ngoài sàn để in cái mã vận đơn ngoài sàn cho các bạn nha. Thì cái máy này in được rất là nhiều cái mã vận đơn bên sàn Shopee, là TikTok, là Lazada và giao hàng nhanh. Và bây giờ mình sẽ in trên SBS cho các bạn xem nha. Ok, thì đây là cái máy in nhiệt nha các bạn. Các bạn chỉ cần cắm điện vào các bạn in thôi, không cần phải bơm mực hay gì hết nha. Thì cái máy này là khổ 80mm trở xuống nha các bạn. Đây, máy in nhiệt khổ 80mm trở xuống. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp giấy nha. Ở bên hông nè, có cần gạt nè, các bạn gạt cái rồi các bạn bật cái nút ra nè. Sau đó các bạn để giấy vào nè. Hai cái này là các bạn chỉnh giấy cho nó vừa với khổ giấy của mình nha. Thì giấy của cái máy này là khổ 80mm trở xuống. Giấy bên mình là 76x130 nha. Rồi các bạn đóng nắp lại nè. Đó, thì ở đằng sau máy á, nó có một cái rắc nguồn nè, một cái cổng Type-C. Cổng Type-C này để cắm với máy tính nha. Cái máy này có thể in được cho máy tính Windows nè, MacBook nè, điện thoại Android và iPhone nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ gắm điện vào và mình sẽ in thử cho các bạn xem nha. Rồi, gắm điện nha nè. Rồi, có cái công tắc ở bên hông là các bạn bật lên. Rồi, bây giờ các bạn đưa giấy đằng sau đưa lên nè. Đó, giấy nè. Cái mặt nhám các bạn để trên và cái mặt bóng các bạn để dưới nè. Rồi, sau đó các bạn đút đằng sau đưa lên nè. Rồi, nó sẽ cân chỉnh lại giấy nè. Rồi, thì giấy bên mình đó là giấy 76x130. Cái sắp giấy này là 500 tờ nha các bạn. Đó, giấy này 500 tờ, 76x130, giấy dán luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in trên cái web SBX nha. Thì cái trên cái giao diện SBX đó, thì các bạn truy cập vào cái đường dẫn là sbx.vn nè. Sau đó các bạn đăng nhập cái tài khoản của các bạn vào nha. Các bạn đăng nhập cái tài khoản của các bạn vào. Rồi, thì các bạn lên đơn và các bạn... Ok các bạn, thì mình vừa tạo một cái đơn nè, mình vừa tạo một cái đơn thành công ha. Rồi bây giờ các bạn in cái, bây giờ mình sẽ in cái mã vận đơn nè. Rồi kết nối máy in nào nè. Rồi ở đây mình sẽ cho phép tẹp PDF vào điện thoại của bạn nha. Ở đây nó sẽ không có in được. Rồi các bạn, khi mà các bạn bật cái PDF lên á, thì khi các bạn bấm vào in vận đơn á, thì cái đơn nó sẽ tải xuống cho các bạn nè. Rồi bây giờ các bạn mở lên. Các bạn mở lên với cái phần mềm label. Lát label bên mình nè. Cái phần mềm lát label này á, nó đi kèm với cái máy in luôn nha các bạn. Khi mà sau này các bạn không sợ là không in được trên cái phần mềm này, tại vì cái phần mềm này nó đi theo cái máy in luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối máy in mình in. Thì cái phần mềm này á, các bạn vào trong cái App Store hoặc là cái CH Play á, các bạn tìm cái từ khóa là Lát Label. Rồi cái Lát Label này nè các bạn cài nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bấm in now nè. Bây giờ kết nối máy in nè. Rồi hoàn toàn là các bạn thao tác ở trên cái phần mềm Lát Label, không có kết nối ở trong cài đặt điện thoại nha. Rồi đây các bạn ha, thì chữ in ra khá là nét nha, rõ và nét nha. Ok, thì những bạn nào mà muốn mua máy in này á, thì mình để cái đường link của Shopee, Lazada
ở bên dưới phần miêu tả, các bạn xuống phần miêu tả các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, được giao hàng đến tận nhà luôn nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.